Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, rồi, em chào các anh chị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Cẩm Anh, năm nay 22 tuổi, quê quán em ở An Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên công ty cổ phần vaccine Việt Nam, bên tim ngừa. À, vaccine dạ, Việt Nam. À, rồi, em lên đây lâu chưa? Dạ, em lên đây đi học là khoảng hơn 3 năm và làm việc hơn 1 năm. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Chào quý vị khán giả, em tên là Hà Tấn Sang. Em năm nay 24 tuổi và quê của em ở Hóc Môn. Em hiện tại tạm thời sinh sống và làm việc tại Singapore. Em làm gì bên đó? Dạ, em làm trợ lý nghiên cứu trong một trường đại học. Nghiên cứu về gì? Dạ, em nghiên cứu về 3D chị. Nhưng em không có bị BD nha. Có vụ nghiên cứu 3D nha. Dạ có anh, nghiên cứu về tái tạo ảnh 3D anh. À dạ. Anh tưởng đâu nghiên cứu về 3D, thế giới 3D. Rồi em đi làm bên kia bao lâu em mới về? Dạ thông thường thì một tháng em sẽ về một lần. Tháng sau Singapore đây thì cũng có tiếng máy tới. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bạn gái ơi, bạn nghĩ sao về yêu xa bạn gái? Dạ hồi lúc giờ em cũng ngại yêu xa. Mà giờ nếu mà có duyên đến với nhau thì chắc cũng phải tập. Xa dạ. Xa chứ không, ngày nào cũng gọi điện FaceTime là thấy mặt nhau mỗi ngày rồi. Trời, nhiều khi nói chuyện FaceTime xong đi chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Có kinh nghiệm vậy luôn hả? Đoán. Sao em lại gom bó một đống vậy em? Có người này có người kia chứ em. Rồi vậy em trai là thuộc người như thế nào? Điểm mạnh, điểm yếu em sao? Em giới thiệu về em hết đi. Bản thân của em thì rất là thân thiện, cởi mở và dễ kết bạn. Sống tình cảm nhưng mà không quá nội tâm. Khuyết điểm của em là hay càm ràm. Trong một cái cuộc cãi vã mà không có ai trả lời thì em hay càm ràm hoài. Và ngủ thì em hay nghiến răng. Hả? Rồi. Thôi, bạn gái có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm em thì nhiều lắm. Rồi những cái nào nổi bật em kể ngang coi. Em lười lắm. Lười. Nhiều khi em đi làm thì dành ngày ốm chỉ ăn và ngủ thôi. Em cực kỳ nóng tính. Có một trường hợp cụ thể là lúc mà em đi chơi chung với nguyên một đám bạn, có cái một anh đó hơi say. Anh giỡn là anh bắt tay xong rồi anh hôn nhẹ lên cái tay em á. Xong em lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Trời đất ơi, ghê vậy luôn hả? Dạ. Rồi. Tại vì em sống là một người rất là nguyên tắc. Em không có thích mấy kiểu đùa giỡn vậy. Dạ. Đàn trai nghe thấy lo rồi đó. Đâu có, đàn trai vậy là phải yên tâm chứ. Mình có đi công tác ở nhà, bạn gái mình coi như là bảo vệ, tự bảo vệ bản thân vậy là dạ, em thấy đúng mừng rồi. Chứ mình phải biết tự giữ thân chứ. Đàn trai nghe bạn gái kể vậy thấy sao? Hay ơn chị, hay ơn chị. Hay ơn chị. Hả? Em cảm thấy bạn nữ này có chút gì đó có thể chăm sóc, tự chăm sóc bản đúng thân mình được. Đúng rồi. Ngoài cái đó ra còn điểm yếu nào nữa không? Em nhõng nhẽo lắm. Người nào thương mình thì mình nhõng nhẽo thôi, giống như nhõng nhẽo ba mẹ. À, tình trường sao? Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà tính về mối tình chính thức thì là một. Hồi sinh viên năm nhất rồi, cách đây mấy năm rồi. Ôi. Lý do chia tay thì anh đó thì cũng lớn rồi, nên anh đó đòi cưới á, mà em không chịu. Lúc đó cũng còn bé quá. Dạ. Bây giờ nếu được thì chuyện nào mới cưới được? Thì đủ duyên, đủ nợ thì tiến tới thôi. Rồi bạn trai sao em? Tình trường của em có duy nhất một mối tình thời cấp 3 vậy. Trong cái quá trình em còn là sinh viên á, em cũng có tia một số bạn gái. Có tia nữa. Có tia. Có dính tia nào không? Em cũng có chủ động, nhưng mà phần lớn những bạn gái mà em tia trúng đều có bồ hết. Nhưng mà những bạn trai em quen lại chưa có bồ. Những bạn trai em quen lại chưa có bồ. Những bạn trai học chung em á. Em có tia bạn trai không? Dạ không à. Hả? Em chỉ đúng. Chơi chung với nhiều thanh niên. Chứ đừng có tia qua trúng, không trúng gái, tia trúng trai là mệt lắm nha. Thôi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Về ngoại hình thì cũng nhìn được xíu, cao hơn em xíu. Được xíu là sao? Xíu em? Là bao nhiêu? Tại vì có lúc em đo là 1m58, lúc 1m59. Vậy em muốn bạn trai cao nhiêu? Thì cao hơn em tầm 1m65 trở lên được rồi. Mũi thì thấp quá. Không, mũi này không có thấp đâu. Miệng thì đừng có hô hay mớm. Chân à? Không hô, không mớm. Này nó móm xộm luôn á. Nếu mà mớm thì
thì được hơn hô. Tức là móm thích hơn hô đúng không? Đúng rồi. Phải có công việc nghề nghiệp ổn định. Rồi. Gom lại là trắng mập thơm là được. Trắng mập thơm là được. Có không? Trời, nói cho bà cười kìa. Trắng mập thơm nữa. Dạ. Mình đây trắng có, mập chưa có, thơm. Thơm không? Chưa thấy thơm, chưa thấy thơm. Cô rất dễ thương nhưng cô hơi khó tính nha cô. Nếu mà người ta đeo đuổi thì rất là nhiều nhưng mà em không thích. Lý do cái gì không thích? Không thích chỗ nào? Nhiều người thì ở dơ, không ga lăng. Cái kiểu như là đi ăn chung thì thấy có tôm thì bóc tôm giùm. Không, em ăn em tự bóc đi, em bóc không được thôi em nhịn. Kiểu vậy. Ai em vô duyên vậy? Phải, tại chưa phải người yêu người ta đã bóc. Thì đúng bóc rồi. Bóc rồi sợ khác đánh sao? Giọng cô này cũng lạ nha. Trắng mập thơm. Thơm sức xào bông. Sức dầu thơm. Bây giờ nếu như mà có người quen em nè, không quen lâu lâu khá khá đi, chừng 3 tháng, 6 tháng vậy đó, rủ em đi khách sạn thì em tính sao? Nếu mà mới quen chứ em đập rồi đó. Thì biết em đập rồi, em đập đã đập rồi, biết rồi. Bây giờ quen rồi, có tình cảm rồi đó. Ừ. Thì về nói thẳng cái vấn đề đó ra, có thể là chia tay. Tại em không thích. Nhưng ta yêu thật rồi, hai người yêu 6 tháng rồi. Thì yêu thật thì cưới đi rồi, muốn làm thì làm. Không, cái đó là anh hỏi thử quan điểm thôi. Nó tóm lại là đây là một cái cá tính cũng rất đặc biệt. Nhưng mà được, đây là một người rất là chung thủy. Đàn trai hơi sợ sợ đàn gái chút xíu nhưng mà đàn gái rất là ok. Giúp đừng ăn hiếp em tôi nha. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Chị qua chị kiểm tra cho nè. Người đó hiền được rồi chị. Hiền chịu ha, được em mặt được. Thơm ha. Chào gì? Chào gì? Trời ơi, gì vậy? Bay luôn hả? Trắng thì trắng, thơm thì giờ xa quá không nghe, mập thì không mập. Này chắc cỡ 1m65 quá ha. 68 vậy? Dạ. Thấy thấp vậy. Ủa? Bên đây sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 94. Em sinh năm nhiêu? Em 96 chị. Rồi sao mặt ông này ông non dữ vậy? Mặt non chẹt vậy? 94 này dạ, chị hả? Cái cách nào để mà giữ được một cái tình yêu khi mà mình xa cách nhau? Người ta nói xa mặt cách lòng. Một tháng em về một lần mà chị. À, dạ. Em về một lần ha. Thì em có thể gặp mặt. Chỉ cần chớm lửa là nó đủ cháy rồi chị. À, đừng có chớm quá, cháy quá là cái ly vô đầu á nha. Nhưng mà em đi xa vậy nhìn cũng rất là thư sinh ha. Em nghĩ mình có phải là mẫu người chung thủy không? À, dạ có chị. Quen ai thì em sẽ quen hết lòng. Từ đó đến giờ em chưa gặp được ai mà để em hết lòng được. Chuyến này nếu mà được là phải hết lòng nha. Dạ. Rồi. Chị thấy được đó. Anh chàng rất thư sinh, mặt mày rất baby, bún ra sữa luôn. Em trai hôm nay đi với ai vậy? Bún ra sữa luôn á. Em đi với mẹ và dì em. Chào Quyền Linh và Cát Tường. Chào quý vị khán giả trên trường quay. Chào chào cháu. Dạ, chào bác. Cô cũng thấy con cũng hiền, dễ thương. À, con yên tâm đi, con của cô thì nó hiền lắm. Nó cũng không có đi mà bay bớm mà ở ngoài mà đi mà con sợ nó tùm lum. Ha. Dạ. Rồi, mẹ cũng thấy được á. Coi, coi quyết định đi, trao cho nhau cơ hội đi nha. Cảm ơn cô. Rồi, em gái đi với ai? Dạ em đi với mấy chị đồng nghiệp cho công ty ạ. Dạ em chào anh Linh, em chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của Cẩm Anh ạ. Chị thấy bạn bên đây cũng được đó. Nếu có thể thì tiến tới luôn cũng được. Có gì đừng có ăn hiếp nó nha. Trời ơi, không biết ai ăn hiếp ai à. Không biết ai ăn hiếp ai à. Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn. Thôi giờ cho hai đứa quyết định ha. Mở rào. Chào em. Chào anh. Chậm chậm từ từ nha, dạ. Đừng có bang bang vô đi nha. Em tên anh đúng không? Dạ. Dạ, tên của em nha. Chứ không phải là gửi anh. Gửi anh chút nắng của ngày, chút hương của lá. Chút mây. Chút mây của trời. Dạ. Sao lựa được cái đó hay vậy? Em cứ treo nó ở cái chỗ mà em hay đi ra ngoài á. Chứ mỗi lần em đi ra ngoài đường, em đi chuẩn bị đi làm, thấy câu này. Dạ. Là ngày nào em cũng, anh cũng gửi em cái đó, đó. Dạ. Chút nắng của trời. Trời nhìn anh trẻ quá. Hay quá ha. Anh thấy em sao? Em rất là dễ thương. Anh không ngờ là em lại bạo lực như vậy. Thì ai xâm phạm em bạo lực thôi. Nhìn em rất là hiền luôn á. Không, em hiền thiệt. Đối với những người nào đụng tới em thì em mới giữ. Dạ. Anh thấy nếu mà một tháng anh bay về một lần, gặp một lần như vậy thì thấy ít không? Ít đấy em, thật sự là thấy ít.
Tại vì hiện tại là anh về mỗi tháng anh về một lần mà mẹ anh cứ la hoài, nói về dù hoài tốn tiền quá. Nhưng mà anh quan điểm của anh là tại vì anh muốn về nhà anh gặp ba mẹ anh, ở nhà anh thấy thoải mái nhất. Mà nếu mà anh có người yêu thì chắc anh sẽ về nhiều hơn. Cho chừng mẹ la, coi chừng mẹ la. Lỡ mẹ la sao anh? Hay là có thể là anh về một lần nhưng mà một lần về nhiều hơn. Về một tuần. Chị đi làm tháng mà về tới tuần lễ ra đủ việc sao trời. Thì một tuần sếp có lao mà. Chắc không sao đâu em, tại vì ngày phép nó cũng nhiều. Hỏi thử coi, ví dụ như anh về em tháng anh về thăm em, xong rồi cái anh bút vé cho em qua thăm anh thì em có đi được không? Mình đỡ được cái nghỉ bị đuổi việc, hỏi thử biết đâu. Em có bắt bo chưa? Em chưa anh. Vậy là anh đi làm nha. Nếu em rảnh thì có thể anh sẽ mời em qua đó. Dạ. Có, ví dụ như em qua bên đó thì mở như thế nào? Có thể là em sẽ ở khách sạn nào đó. Em ở khách sạn với ai? Thì ở mình em chứ sao anh sao ở nhưng, với nhưng mà em có một cái nhược điểm là em không bao giờ ngủ một mình được. Em rất là sợ ma. Vậy nếu trong trường hợp mà em đi chơi thì em ở với ai? Em đi chơi, nếu mà đi với mấy chị đồng nghiệp thì em ở ngủ chung với mấy chị đồng nghiệp thôi. Ý nên ta nói vậy rồi, ta nói không ngủ mình bên Singapore đó. Làm gì có bạn bển. Cái ly. Bây giờ bút khách sạn thì em nằm ở trên giường rồi ảnh nằm ở dưới đất, ảnh bảo vệ ma được không? Dạ được, nhưng mà mua cộng với xích. Xích ai? Xích ảnh hả? Xích ảnh. Anh hứa uy tín không? Anh hứa tôn trọng đối phương không? Uy tín em. Nhưng mà có xích không? Nếu mà anh tôn trọng đối phương thì em sẽ không xích. Có cái ly không? Dạ không. Được. Nhưng mà nhìn tướng em baby quá, em thấy coi chừng có giống như là chưa có tên tuổi, là chưa có tuổi thanh niên. Giống như chưa được 18. Giống như chưa được 18 vậy trời. Em yên tâm, có thể là em nhìn anh có thể là không chững chạc lắm, nhưng mà suy nghĩ của anh thì có thể nói là không phải là trẻ con quá. Đi học ở đây, dạ. Đi qua bên kia làm trợ lý cho một ở nước ngoài thì không phải đơn giản đâu nha em. Cậu ấy thông minh lắm đó, lanh lợi lắm đó. Chuyện giữ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế thì thường thường là em sẽ để vợ quản lý. Nhưng mà trước khi mà vợ quản lý thì vợ phải qua một cái khóa sát hạch. Em sẽ sát hạch vợ em có khả năng quản lý tài chính hay không. Vợ thì quản lý tài chính nhưng mà em sẽ giám sát sao kê ngân hàng hay gì đó. Thì mọi tiền bạc để trong một tài khoản ngân hàng thì chi ra thì vợ sẽ chi. Còn khi nào muốn coi lại thì em sẽ coi sao kê đó thì em giám sát được. Cũng không có vừa đâu nha. Thấy cũng hơi khó nha. Cũng khó lắm á. Lạm phát không được rồi. Dù lập gia đình sinh con em có mong muốn gì không em gái? Trước khi lập gia đình thì em và bạn trai sẽ phấn đấu để có một cái nhà trên thành phố này. Trong cái môi trường em làm vaccine tiêm cho thường là mấy bé, thì em cũng thấy mấy bé nhỏ nhiều khi 2 tháng 3 tháng đến trung tâm để tiêm á, đi bằng xe máy á, nhiều khi thấy tội lắm. Nếu mà được á, nếu mà có khả năng thì hai người cùng phấn đấu để mua một chiếc xe ô tô nhỏ cũng được. Về mặt tài chính á, thì mua ô tô trả góp theo ý của bạn gái á, thì theo em ý kiến hay, nhưng mà nó cũng là một gánh nặng tài chính nếu như mà hai đứa còn quá trẻ. Nhưng mà tiến tới hôn nhân sanh bé còn xa, còn khá là xa. Nếu mà có cơ hội anh được quen em đừng có ăn hiếp anh nha. Dạ. Anh sẽ hát em một bài, mặc dù anh hát rất dở. Thấy anh đứng lơ ngơ bên thềm, trông anh có lẽ đâu không ngờ, ngồi sau lùng lình, lúc xa lúc gần, chợt nghe nhớ mong anh lặng thinh. Nụ cười xin đưa cho anh bình yên giữa cuộc đời, cho anh xin em một lời nói thôi, chúc anh ngủ ngon. Nói đi, nói cái gì đây? Trong lòng mình đang nghĩ gì, nói đi. Anh không nghĩ là em bạo lực đâu. Anh hoài vậy, cái bạo lực hoài vậy trời. Dễ thương là anh muốn cái gì? Nhìn anh em rất là hiền luôn. Anh muốn... Em đừng bạo lực. Anh nắm, muốn nắm em tay gì? Em cái được không? Muốn nắm anh tay muốn tay. Sao? Anh nắm tay em cái được không? Dạ được. Đó trời ơi, vô liền. Không có ly đâu sợ. Cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh thư sinh quá. Em sợ anh lăng nhăng thôi. Thư sinh là đồng nghĩa với lăng nhăng hả em? Em không có anh. Gì nói em? Không anh.
Bữa anh kia nắm tay là được nha, mà anh kia hung tay cái là cái ly vô đầu đó. Giờ em nhớ cái ly em muốn đó. Chị nghĩ là xúc tiến làm passport cho cổ đi chơi được rồi. Là tối em cứ yên tâm ngủ, anh sẽ đứng phanh tay, anh canh mắt ma cho em. Anh không làm gì đâu. Dạ, em yên tâm, anh sẽ huấn luyện cho em có thể ngủ một mình. Dạ. Em đã tập nhiều lần rồi, không có ngủ được, đợi mặt trời mọc em mới ngủ. Ok, vậy anh sẽ ráng thức, anh sẽ ráng thôi nha. Còn chuyện anh thức hay không thì anh không biết. Thôi được, còn mệt quá. Thôi được, về đây bạn. Rồi, xong. Thiệt chứ, khổ tâm cặp này quá. Nhìn kỹ bạn gái lần nữa kìa. Nhìn coi, đá lông nheo có được không? Cái ly anh ơi. Ly đâu mà ly hoài, ông này ông ám ảnh cái vô cái ly là thiệt tình sợ luôn. Sợ cái ly hoài, cái ly nó quá ấn tượng. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là trao duyên cho nhau. Bấm nút là chúng ta tìm hiểu, hẹn hò để mà tương lai lâu dài tiến tới hôn nhân. Nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi mời em. Mình bấm rồi. Nhấn quật. Phải bấm sâu vô mới được. Sao nhấn chậm vậy? Em nhấn nhiều lần rồi nhưng mà phải bấm sâu vô nó. Ừ đúng rồi. Anh hôn em á, trai hôn gái thì bình thường rồi. Giờ em có muốn hôn anh? Giờ em có muốn hôn anh? Ta bị ấn tượng cái vụ cái ly. Vậy em hôn tay anh nha. Phải hôn má mới được. Đúng rồi. Đó, phải hôn má mới được em. Không, hôn má đâu. Hôn má mới xuống đây được, em muốn đứng đây hoài. Hôn tay trước đi. Hay vậy để anh hôn em. Vậy thôi anh hôn em đi. Hứa nha, không có cái ly nha. Dạ vâng, bây giờ thì anh chủ động giới thiệu một số những cái thông tin cá nhân về bản thân mình nha anh Mạnh. Dạ dạ. Dạ vâng. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tuổi, nghề nghiệp, đang ở đâu ạ? Em Nguyễn Văn Mạnh, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1992 anh. Đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh anh ạ. Đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của anh là gì? Em làm quản lý công nhân anh. Quản lý công nhân cho đâu anh? Em quản lý cho công nhân cho nhà đầu tư anh ạ. Nhà thầu? Dạ. Đầu tư về lĩnh vực xây dựng? Đúng rồi, đúng anh ạ. Xây dựng. Rồi, anh quê quán đâu em mà anh vào Sài Gòn làm anh Mạnh ha? Em quê ngoài Thanh Hóa anh ạ. Rồi, quê Thanh Hóa. Rồi, thu nhập bình quân một tháng của anh Mạnh là bao nhiêu? Bình quân một tháng của em là 18 triệu anh. 18 triệu, rồi. Dạ. Hiện tại là ở trong thành phố Hồ Chí Minh là mình thuê nhà hay sao ạ? Vâng, vào thành phố Hồ Chí Minh là em thuê nhà anh ạ. Rồi, anh có điểm mạnh, điểm yếu gì? Thì nói chung là điểm yếu thì em hay cũng có, nhưng mà điểm mạnh là sống hay hòa đồng với mọi người. Điểm yếu là cũng dễ tin người quá anh. Điểm yếu là dễ tin người. Vâng. Dễ tin người. Điểm mạnh là hòa đồng. Thế dạ. Dễ tin người đã bị lừa bao giờ chưa? Em thì đi làm ăn thì cũng bị lừa nhiều rồi mà anh. Rồi, anh trải qua mấy mối tình rồi, tình yêu ót sao hả? Vâng, tình yêu tình báo thì em cũng trải qua được một mối tình rồi anh ạ. Một mối tình, từ trước giờ? Vâng, thì nó cũng từ trước đến giờ mới, nói chung là nhiều mối, nhưng mà mối tình mà chính thức mà để được lâu dài thì mới có một anh. Thì cái mấy cái mối kia thì là như thế nào? Anh miêu tả thử cái mấy mối kia nó là cái thuộc thể loại thì gì? Là mấy mối tình trước như nó không được cái mấy cái mà không chính thức ấy. Vâng, thì là mình chỉ là tìm hiểu nhau rồi, do một cái nguyên nhân gì đó thì mình dẫn đến chia tay anh. Có nghĩa là cũng có tìm hiểu xong cũng có đồng ý yêu thương rồi. Vâng, mà vì lý do gia đình rồi thế này thế kia thì mình công việc rồi làm ăn người xa người gần thì mình không đến được với nhau, rồi mình cũng đi đến đường chia tay anh ạ. Rồi ok, vậy thì bây giờ nói cụ thể về cái mối tình chính thức đi, là quen cô ấy ở đâu, quen khi nào, xong rồi lý do ở với nhau mấy năm, xong rồi tại sao chia tay.
Mối tình mà lâu dài nhất là mới đây mà chia tay là do quen thì cũng trong Sài Gòn này, mà lý do chia tay là bạn gái là muốn đi nước ngoài ấy anh. Bạn gái cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và bạn ở Nghệ An nhưng mà làm ăn trong thành phố Hồ Chí Minh này ấy, thì bạn ấy cũng muốn đi nước ngoài nên là hai bên là không hòa đồng thống nhất được ý kiến chung nên là dẫn đến chia tay anh. Thế là yêu nhau mấy năm à? Yêu nhau được năm mấy, gần 2 năm anh ạ. Rồi, nhau 2 năm. Bạn gái đó là làm công việc gì hả anh ạ? Bạn anh làm ở trong công ty giày da ấy. Rồi. Bây giờ bạn đi nước ngoài chưa? Bạn ấy đi Singapore rồi anh. Dạ. Rồi. Anh mong muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như thế nào rồi? Nói chung là mẫu người của em thì nói chung là người ta chỉ cần hiếu thuận với bố mẹ đẻ của người ta thôi anh. Nói chung là đối nhân xử thế với gia đình bên nhà bạn gái của mình như thế là phải yêu thương trên dưới như vậy anh. Rồi, cái đó thì những người làm chương trình chắc không có phải khám phá được, nhiều khi không khám phá được. Tìm một con người ấy mà bây giờ bọn em cũng chắc cát tìm như này á, thì cái này phải là quan trọng là phải tìm được cái người phù hợp, xong rồi cả cả hai anh chị sẽ phải cùng 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 trao đổi, cùng nói chuyện với nhau. Rồi bây giờ là quan trọng về vấn đề ngoại hình này kia, ngoại tính thì, cách nói chung là tính cách thì nó đối với em nó không quá quan trọng thôi anh ạ. Tính cách sao lại không quan trọng anh? Người tại người vì mình tính cách là nó em đối với em nó không quan trọng, quan trọng là nó có thật thật lòng với mình hay không thôi anh. Quan trọng là thật lòng đúng không? Vâng. Còn ngoài hình còn xấu đẹp thì đối với em thì nó cũng không có quan trọng. Thật không? Vâng, thật chứ. Mình bây giờ là đâu phải là lấy vì nhan sắc cái thế này cái kia đâu anh. Mình lấy một người thì một người là về là chung chăn gối với mình rồi những lúc mình ốm mình đau mà anh. Đấy nhá, là do anh được quyền yêu cầu ấy mà anh không yêu cầu ấy, về ngoại hình là không quan trọng xấu đẹp. Không, đối với em thì nó xấu đẹp thì đối với em đẹp mà nó không hoàn hảo thì không ăn thua. Nói chung là đối với em là nó bình thường thôi. Nên là không có bảo là đẹp hay là phải nhất thiết là phải đẹp anh ạ. Chỉ cần người ta là thật thà với mình là được rồi. Rồi bây giờ anh không thích con gái như nào? Thích con gái xăm hình anh. Không thích con gái xăm hình? Dạ. À. Gái xăm hình là em không thích. Còn điều gì nữa không? Không, không có gì nữa. Rồi không thích con gái xăm hình. Thế dạ. Tuổi tác thì sao ạ? Nói chung là tuổi tác nó không có quan trọng. Quan trọng là hiểu nhau và thông cảm cho nhau được là được thôi chị. Nhưng mà anh cho em có một con số nhất định để em với em kiếm bạn gái cho anh chứ. Ví dụ như từ 20 cho tới 40 chẳng hạn. Thì ví dụ như em bây giờ là 20 mấy tuổi thì nó chỉ cũng chỉ chênh lệch từ tầm 30 tuổi lộn về đi anh chị. Vậy mà kêu không quan trọng. Thì bây giờ như tuổi của em thì nó cũng tầm đó rồi. Bây giờ mà bảo em 40 tuổi là nó ngoài cái dự án rồi. Thì đó, cái ai cũng vô kêu là không quan trọng, quan trọng hết trơn á. Tôi cho 40 tuổi của ông chị. Thì bởi nên nói là chung là mình phải nhấn định là từ 30 là 32 lượng về chẳng hạn. 33 tuổi trở về được không? 33 vẫn bình thường mà chị. 35 trở về được không? Được chị ạ. Rồi chắc nha, 35 tuổi nha. Vâng. Rồi, quê quán thì sao? Quê quán thì đến ở đâu mà theo mình là được không mà chị? Là yêu xa được đúng không? Vâng. Có quan trọng vùng miền không? Không chị ơi. Chiều cao thì sao? Của em thì 1m65, 66 thì bạn nữ cần 1m6 luôn về được rồi chị. Rồi, vậy thì nghề nghiệp thì sao ạ? Nghề nghiệp thì như bây giờ em làm bên xây dựng thì chương trình chứ tìm cái nghề nghiệp nó phù hợp với em là được thôi chị, em không có đòi hỏi. Ví dụ như là nghề nghiệp bạn nữ bây giờ hiện tại bạn ấy đang thất nghiệp được không? Được, bình thường mà chị.
là em lo được bạn gái đúng không? Vâng. Rồi. Mập ốm này nọ không quan trọng đúng không? Dạ dạ. Vậy thì bây giờ bạn ấy đã từng kết hôn và có một đứa con được không? Thì như trường hợp của em mà em chưa có lập gia đình thì trường hợp này thì chắc là phải suy nghĩ lại chị ạ. Không lập gia đình đúng không? Dạ dạ. Rồi, em còn mong muốn gì ở bạn gái nữa không? Anh em thì chỉ cần người ta chân thật đó mình là được rồi chị. Đừng có xăm hình là được, nói chung là đừng có xăm hình với đừng có giả dối là được. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ đây chỉ là một cái buổi phỏng vấn thôi. Thì nếu mà em được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có người biên tập làm với em sâu hơn ha. Dạ. Tự giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá. Xin mời anh. Ok, anh tên là Nguyễn Minh Đức, anh đang làm việc tại anh đang làm công việc văn phòng, cụ thể là làm gì nhỉ? Kỹ sư phần mềm. Anh cao 1m7, nặng khoảng 60 kg. Anh đang có công việc ổn định. Anh đang muốn tìm một bạn gái. Không, từ từ á, anh nói về bản thân anh trước đi. Bây giờ anh sinh năm bao nhiêu? Đang ở đâu anh? Anh sinh năm 93, anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Mình ở đây với một mình hay là với gia đình ạ? Mình ở đây với gia đình. Mình cũng nói luôn là mình cũng hay đi sang Singapore, tại vì mình công việc của mình là đang ở Singapore, cho nên là mình đang đi qua đi về. Đi qua đi lại. Rồi. Vậy nhà cửa này kia của mình là đã có sẵn sàng hết để lấy vợ cho anh Đức rồi. Có rồi. Cái việc tài chính thì nó cũng không phải là một vấn đề quá lớn với mình. Rồi. Anh Đức có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh thì mình có công việc ổn định, mình tự nghĩ là mình chín chắn, và với cái độ tuổi này thì mình có thể gọi là khá đầy đủ rồi, thì bây giờ chỉ cần thiếu một cô vợ nữa thì là nói chung là tất cả mọi thứ nó sẽ khá chu toàn. Rồi, điểm yếu. Mình không nghĩ là mình có một điểm yếu gì nó khá rõ ràng, tại vì mình cũng không rượu bia, không hút thuốc, không cờ bạc. Thì mình cũng sống rất là gọi là vì gia đình. Rồi. Trước giờ là anh trải qua những tình trường như thế nào? Mình cũng trải qua 1-2 mối tình rồi, thì những mối tình đó thì đều trong thời gian mình du học ở Pháp và Canada, thì nó không thành công là tại vì định hướng khác nhau. Mình thì định hướng của mình là ở gần với gia đình, ở gần với gia đình của mình hiện tại là hướng về những cái nước nó gần Việt Nam hoặc là Việt Nam để xây dựng sự nghiệp. Còn những người khác thì họ muốn xây dựng sự nghiệp tại những cái quốc gia xa đó. Rồi cái vậy là cái thời gian đấy là hai anh chị cái thời gian là 1-2 mối tình kia của anh là anh yêu những cái bạn ở Canada hoặc là Pháp hay là anh yêu ở Việt Nam? Ở bên đó, tức là những người đó. Nó đang sinh sống và học tập tại bên đó. Rồi bây giờ thế vậy là nói chung là cái vấn đề nó chỉ là làm ở cái chỗ mà định hướng về tuổi trẻ nó khác quan điểm, cho nên là không gắn bó được hơn đúng không? Vâng. Chứ không có vấn đề gì lớn đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, ok. Mình nói thêm với nhau một chút xíu là anh mong muốn mẫu người như thế nào cụ thể và chi tiết nhưng rõ ràng nhất để biên tập người ta sẽ đi tìm kiếm phù hợp
cho anh Đức nha. Thì tôi mong muốn một mẫu người là hiền, thứ nhất là phải hiền, thứ hai là sống hướng về gia đình kiểu vậy, thứ ba là sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại vì gọi là cái địa lý nó cũng phải gần nhau á, thì nó mới phát triển được. Rồi anh cứ tự chia sẻ đi, còn cần điều gì nữa không? Thì về về ngoại hình thì tôi nghĩ là nên ưa nhìn và nói chung là cũng không gọi là rượu bia hút thuốc gì. Với cả với cả nói chung là người đó cần phải nói hợp tính thì tôi cũng cũng nó cũng hơi lan man, tại vì cái đó thì phải gặp và nói chuyện thì mới biết được. Dạ vâng, đúng rồi. Thì nhưng mà đấy, bây giờ thì anh được quyền yêu cầu. Bây giờ mình hãy cho bọn em những cái mà trước mắt đã. Thì bây giờ ngoại hình là những cái mà biên tập có thể tìm hiểu được, đúng không? Thế xong rồi ví dụ bọn em tìm hiểu được về những cái mà trước mắt, sau đó thì biên tập xong rồi hai anh chị trao đổi với nhau thì biết đâu nó lại hợp tính quá, thì nó lại là câu chuyện của chữ duyên đó. Còn phải biết nấu ăn nữa. Phải biết nấu ăn. Nghề nghiệp. Nghề nghiệp thì anh cũng nói chung có một công việc ổn định thì càng tốt. Nhưng mà về vấn đề tài chính thì tôi cũng không bận tâm lắm. Dạ. Rồi. Cao chiều mét mấy? Chiều cao? Chiều cao thì khoảng mét 5, mét 55 hơn, mét 6 hơn. Tốt. Rồi. Bây giờ cái địa lý gần nhau nhưng mà bạn ấy là người vùng miền nào? Ví dụ như cũng có những bạn mà miền Tây, miền Trung, miền Nam, miền Bắc, xong mấy bạn lên á. Chỉ cần là người ta settle ở đây là được, tức là người ta thường trú ở Thành phố Hồ Chí Minh thì được. Rồi em hiểu ý của anh rồi. Nhưng mà miền anh có bị kỵ miền nào không? Ví dụ ở miền Bắc ok, miền Trung ok, miền Nam ok, hay là không lên thích miền nào? Anh không kỵ miền nào cả. Tất cả mọi người đều thế thôi. Dạ vâng. Anh không thích con gái như thế nào? Anh thì không thích người kiểu như là quá trẻ con hay là quá ham chơi. Với cả vụng về trong việc việc gia đình. Không quá vụng về trong công việc là không thích à? Vụng về trong việc gia đình ấy, tức là kiểu như là vô tâm hoặc là không có chu toàn kiểu vậy. Không chu toàn. Rồi ok. Rồi anh còn một cái yêu cầu gì bạn gái nữa không? Anh nghĩ là như vậy là thì hôm nay cũng là một cái buổi làm quen ban đầu, thì bây giờ trước mắt là biên tập chương trình sẽ đi và cùng tìm kiếm cái người mà phù hợp cho anh đã. Thế xong rồi thì tìm được cái người mà phù hợp ấy thì mấy bạn ấy sẽ nhắn tin và có biên tập làm việc nội dung kỹ hơn với anh, thì mình sẽ qua một round nữa nhá.